cho một góc nhìn văn hóa. Thưa quý vị, năm nay kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao. Ông là một trong những nhạc sĩ có nhiều thành tựu nhất của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam thế kỷ 20, người có sức ảnh hưởng lớn đối với nền tân nhạc nước nhà. Tiêu biểu nhất phải kể đến ca khúc Tiến Quân Ca, được lựa chọn làm quốc ca Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cùng với Tiến Quân Ca là hàng chục ca khúc cách mạng vang dậy niềm tự hào dân tộc và khí thế đấu tranh giành độc lập, sống mãi với thời gian. Ông còn được gọi là nhạc sĩ của những bản hùng ca. Chỉ riêng Tiến Quân Ca cũng đủ tạc nên tầm vóc của nhạc sĩ Văn Cao trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Lần đầu tiên trong âm nhạc cách mạng xuất hiện những đội quân chính quy từ nhân dân mà ra. Cũng lần đầu tiên hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng mang hồn sông núi vang vọng trong một bản hùng ca. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Tiến Quân Ca, quốc ca Việt Nam vang lên trong lễ tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Từng giai điệu cất lên, lớp lớp người dân Việt Nam chung một ý chí, niềm tin về sức mạnh trường tồn của dân tộc. Ông chỉ nghĩ là làm một bài hát cho đội quân cách mạng của mình ở trên chiến khu và bàn bài hát này cho mặt trận Việt Minh. Tư duy của ông lúc đó là gì? Làm một bài hát cho đội quân cách mạng thì nó phải như một cái lời hiệu triệu. Hai nữa là nó là một cái hồi kèn xung trận. Liên tiếp sau đó, nhạc sĩ Văn Cao sáng tác hàng loạt ca khúc cổ vũ tinh thần cách mạng sục sôi, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh quân dân trong kháng chiến như ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bắc Sơn, Chiến sĩ Việt Nam. Và đặc biệt, Tiến về Hà Nội được xem là một khúc khải hoàn ca. Tác phẩm ra đời năm 1949 nhưng đã dự báo ngày chiến thắng 5 năm sau đó với cảnh đoàn quân đi như sóng từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản Hà Nội. Các đoàn quân về Hà Nội đã tiến về các cửa ô và đã hát vang lên. Và từ đấy thì Tiến về Hà Nội trở thành một cái bài hát. Cho đến bây giờ người ta vẫn cảm giác nhớ lại cái ngày trở về Hà Nội. Mà đấy là Văn Cao lại còn viết trước ngày đó. Thì nó lại, đấy là một cái thành công của Văn Cao và nó cũng nói đến cái tầm vóc của Văn Cao. Nhạc sĩ Văn Cao là người đầu tiên chắp đôi cánh lãng mạn vào các ca khúc cách mạng hoành tráng. Bản Trường Ca, Sông Lô thì được xem là đỉnh cao của sự kết hợp giữa âm nhạc phương Tây với âm nhạc truyền thống dân tộc. Mỗi ca khúc cách mạng của nhạc sĩ Văn Cao được ví như một phóng sự bằng âm nhạc về những cột mốc lịch sử dân tộc mà ông để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trước kháng chiến thì nhạc sĩ Văn Cao đã nổi danh là một cây viết nhạc trữ tình. Các tác phẩm của ông có phong thái rất khác, mang tính khai phá, vượt trội giữa những tác giả cùng thời. Vẻ đẹp mênh mang tự sự của Buồn Tàn Thu, Thiên Thai hay là Suối Mơ đã được các nhà phê bình và người yêu nhạc nhận xét là những giai điệu tuyệt mỹ, làm rung động những xúc cảm sâu xa nhất trong tâm hồn con người. Với giọng ca bay bổng, kỹ thuật cao, nghệ sĩ trẻ Tố Loan được lựa chọn tham gia biểu diễn tác phẩm Đàn Chim Việt, bài hát chủ đề trong đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao. Đây được đánh giá là tác phẩm đỉnh cao nhất của thời kỳ âm nhạc lãng mạn Việt Nam. Tuy ca khúc ra đời vào năm 1942 đã gắn với tên tuổi của nhiều ca sĩ gạo cội như Lê Dung, Ánh Tuyết, nhưng với Tố Loan không có khoảng cách về thời gian, thế hệ. Những tác phẩm của ông rất là lớn, cũng như là khúc chiết, cũng như là nhiều triết lý sâu sắc và có những cái giai điệu rất là du dương, mềm mại và đẹp đẽ, khiến cho những cái người nghệ sĩ mà thể hiện như Tố Loan thì cảm thấy rất là thăng hoa. Nghe âm nhạc của ông thì chúng ta cảm giác muốn gắn bó với nhau. Chúng ta muốn siết lại chặt lại nhau để chúng ta đi đến một cái gì. Tất cả đó là tấm lòng và tình cảm của con người và sự yêu thương nhau trong âm nhạc qua âm nhạc của Văn Cao. Những ca khúc trữ tình ra đời trong thời kỳ nhạc sĩ Văn Cao bắt đầu sáng tác. Ông say sưa viết nên những khúc hát bay bổng, lãng mạn, thậm chí có thể thấy cả chất thần tiên ở các tác phẩm như Thiên Thai, Suối Mơ hay Trường Chi. Văn Cao đặc biệt dành xúc cảm sâu sắc với Mùa Thu. Tác phẩm đầu tiên Buồn Tàn Thu ra đời năm 1939 khi ông mới 16 tuổi. Và cảm xúc ấy nhiều lần quay trở lại trong tác phẩm như Thu Cô Liêu. Những ca khúc chứa nỗi buồn miên man nhưng lại có thể mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thăng hoa.
Những kỷ niệm về mùa thu thì quá nhiều đối với cuộc đời. Không những là mùa thu cách mạng mà mình nói đi nhiều, mà những mùa thu về tình ái cũng khá nhiều. Cái lành lạnh của mùa thu và những chiếc lá thay đổi màu cũng là những cái thay đổi nhiều cho tâm tính con người. Ở mảng trữ tình, Văn Cao chỉ có khoảng trên 10 ca khúc, nhưng mỗi ca khúc đều có chỗ đứng riêng, được các nhà chuyên môn và người yêu nhạc đánh giá cao. Đặc biệt phải nhắc đến Mùa Xuân Đầu Tiên, ra đời cuối năm 1975, sau khi đất nước hoàn toàn được giải phóng. Đây cũng là lần ông đặt bút sáng tác trở lại một ca khúc trữ tình sau gần 30 năm. Ngay lập tức, tác phẩm được vang lên trong niềm hân hoan của người dân khắp ba miền. Bởi vậy, nhiều người còn gọi đây là khúc tình ca thống nhất. Đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao sẽ được diễn ra vào tối nay tại Nhà hát lớn Hà Nội. Cách đây đúng 78 năm, vào mùa thu lịch sử, ngày 17 tháng 8 năm 1945, lần đầu tiên ca khúc Tiến quân ca đã vang lên đầy tự hào trước biển người rộng lớn tại quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Có thể nói, dù ở mảng âm nhạc cách mạng hay trữ tình, dường như nhạc sĩ Văn Cao đều có duyên nợ đặc biệt với mùa thu. Ông cũng ra đi trong một ngày đầu thu cách đây 28 năm. Con người đi qua ánh sáng còn để lại. Âm nhạc Văn Cao vẫn theo suốt dọc dài đất nước, giản dị như những mùa bình thường. Theo ca từ ông từng viết, nhưng là tài sản vô giá trong lòng nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Góc nhìn văn hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.